Chương thứ 8. Tứ chúng giảng sanh truyện. Tịnh độ châu sa giới, dân hà độc lễ tây, đảng năng hối nhất niệm, xuất xứ thị bồ đề, Quan Âm đại sĩ. Thuận theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà đến ra mắt Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, rồi thể theo chí nguyện của Đức Từ Phụ mà trở lại phụ trợ Đức Bổn Sư, không đời Cực Lạc mà khắp đến mười phương, ngồi an trên điên đài mà phân thân pháp giới. Từ khi hai đức giáo chủ lập pháp đến nay, những người đã được như thế đông nhiều như số cát sông Hằng. Tịnh độ thập nghi luận tự. Tứ chúng giảng sanh thứ nhất. A. Chư sư tăng. Một La Mã. Trí Nghị. Trí Nghị đại sư họ Trần, tự Đức An, người Tần Xuyên. Thân mẫu mơ thấy khói thơm năm màu phủ thân mình mà có thai. Giờ sanh ngài, cả nhà thoạt sáng rực, mắt ngài có con ngươi đôi. Từ bé, lúc nằm bao giờ ngài cũng nghiêng về hông bên mặt, lúc ngồi bao giờ cũng xếp bằng và xoay mặt về hướng tây. Lớn lên, hễ gặp tượng Phật, tượng Bồ Tát, ngài liền đảnh lễ, còn gặp sư tăng, ngài liền cung kính. Năm 18 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Quả Nguyện ở Tương Châu. Ngài thông luật tạng, tụng kinh Pháp Hoa, thích ngồi thiền. Ít lâu sau, ngài đến núi Đại Tô ở Quảng Châu tham lễ Huệ Tư Thiền Sư. Thiền sư vừa thấy ngài liền nói: lúc Đức Phật còn tại thế, ông và ta đồng dự hội Pháp Hoa, do túc duyên ấy nên nay ông tìm đến ta. Thiền sư liền dạy ngài môn Pháp Hoa Tam Muội và giảng tứ an lạc hạnh. Ngài bèn ở lại núi này mà tu Pháp Hoa Tam Muội. Vừa được ba đêm, khi tụng đến câu thị chơn tinh tấn thị danh chơn pháp cúng dường Như Lai trong phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự, thân tâm ngài bỗng rỗng rang tịch tịnh mà nhập định, chiếu suốt Pháp Hoa, thấu rõ các pháp tướng, được Huệ Tư Thiền Sư ấn khả. Năm Quan Đại triều Trần, ngài đến Kim Lăng ở chùa Ngõa Quan rộng truyền pháp môn tu thiền. Năm Đại Kiến, ngài qua núi Thiên Thai tại Lâm Hải Cức Am Mạch ở. Không bao lâu, ngài lại phụng chiếu trở về Kim Lăng. Nhà Trần mất, ngài đi qua Lô Sơn và các xứ Kinh Châu, Dương Châu. Năm Khai Hoàng triều Tùy, ngài trở lại Thiên Thai. Trước sau, ngài dựng 36 cảnh chùa, đúc 80 vạn, 800.000 tượng Phật đồng. Đích thân ngài độ được 14.000 vị tăng. Ngài mua những hào, trạch, đầm, sông hơn 60 chỗ để làm nơi phóng sanh. Ngài dâng biểu lên triều đình ra bản nghiêm cấm việc bắt cá chim. Thật là mọi người đều quy ngưỡng, long thiên đều kính trọng, tông Pháp Hoa từ đó rất thịnh hành. Tấn Dương thọ giới Bồ Tát với ngài, rồi phụng hiệu là Trí Giả. Ngài có trứ tác bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận, ở chương cuối nói về hai nghĩa hân và yểm. Người muốn được sanh Cực Lạc thế giới, nếu đủ cả hai hạnh sau đây, thời chắc chắn giảng sanh. A. Hạnh nhàm lìa trược ác. B. Hạnh ưa thích tịnh độ. A. Hàng phàm phu từ vô thủy tới nay bị cảnh ngũ dục lôi kéo, nên luân hồi mãi trong dòng sanh tử, chịu đủ điều khốn khổ. Nếu không sanh lòng nhàm lìa vật dục, thời không sao giải thoát được. Nên thường quan sát thân người là một bọc máu mủ phân giải, đủ thứ hôi thối dơ dáy. Kinh Niết Bàn nói, cái thân này như thế, giống quỷ dữ ngu si thường ở luôn trong đó. Có ai là người trí mà lại ưa thích nó? Kinh lại nói, thân này là chỗ hợp của mọi điều khốn khổ, toàn thể đều dơ thối, là cội gốc của tai hại. Nhẫn đến thân thể của chư thiên cũng đều như vậy cả. Người tu hành ngày đêm thường quán sát thân thể là khổ, là dơ, không chút chi vui,
không một mảy sành, lòng rất nhờm gớm. Nếu người ở nơi sự dâm dục đoạn hẳn được, phải quán sát bảy cách như vậy. Một, xét nghĩ thân dâm dục này là từ nơi vọng niệm tham ái mà sanh, đó là chủng tử nhơ nhớp. Hai, do tinh cha quyết mẹ hiệp lại mà thành, đó là thọ sanh nhơ nhớp. Ba, nhiều tháng ở trong tử cung của đàn bà, đó là chỗ ở nhơ nhớp. Bốn, lúc ở trong thai chỉ ăn huyết của mẹ, đó là ăn đồ nhơ nhớp. Năm, khi đủ ngày từ nơi cửa mình của đàn bà mà chui ra, đó là lúc sanh nhơ nhớp. Sáu, xem kỹ thân này, dưới lớp da mỏng chỗ nào cũng là những máu mủ đồ dơ, đó là toàn thể nhơ nhớp. Bảy, sau khi chết thân này sẽ sình rã thúi hôi, đó là rốt ráo nhơ nhớp. Xem xét thân mình cực kỳ nhơ nhớp như thế, thời xét nghĩ thân người khác cũng như vậy. Nếu có thể thường có quan niệm nhơ nhớp như trên, thời vọng niệm dâm dục lần lần yếu bớt, và nên phát nguyện: nguyện tôi mau thoát khỏi tấm thân máu mủ nhớp nhúa trong dòng sanh tử khốn khổ này, mà được thân kim cương thanh tịnh an vui nơi tịnh độ. B. Hạnh ưa muốn tịnh độ có hai điều. Một, ý nghĩa cầu vãng sanh. Người cầu sanh tịnh độ chính vì để cứu vớt tất cả chúng sanh. Tự xét như vậy: tôi hiện nay không có đạo lực tự tại, nếu ở nơi cõi trược ác này, thời cảnh nhiễm ô quá mạnh, tự mình phải bị nghiệp chướng ràng buộc, xoay lăn trong lục đạo luân hồi nhiều đời nhiều kiếp như thời gian quá khứ. Biết lúc nào thoát khỏi, làm sao cứu khổ cho chúng sanh được. Vì vậy nên tôi cầu sanh về tịnh độ để được gần gũi bên Phật. Sau khi chứng vô sanh pháp nhẫn rồi mới kham vào cõi trược ác quá độ mọi loài. Giảng sanh luận nói: người phát bồ đề tâm chính là tâm muốn thành Phật, tâm muốn thành Phật chính là tâm muốn độ sanh, tâm muốn độ sanh là tâm mong nhiếp lấy chúng sanh sanh về cõi Phật. Bồ đề tâm này cho đâu mà thành tựu? Cần phải do sanh về tịnh độ, ở gần bên Phật mau chứng vô sanh nhẫn, rồi vào cõi sanh tử cứu độ chúng sanh. Trí và bi gồm đủ, tự tại vô ngại, chính đó là tâm bồ đề. 2. Tu trì tịnh nghiệp. Người có lòng ưu muốn về tịnh độ nên tưởng nhớ thân tướng của Đức Phật A-di-đà. 84.000 tướng tốt, mỗi tướng tốt có 84.000 tùy hình hảo. Mỗi tùy hình hảo phóng ra 84.000 tia sáng chiếu khắp pháp giới, nhiếp lấy những chúng sanh niệm Phật. Lại quan sát cõi cực lạc thanh tịnh trang nghiêm như trong Quán Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, vân vân. Nên thường tu niệm Phật tam muội và thực hành những điều lành như lễ Phật, tụng kinh, cúng dường, sám hối, trì giới, bố thí, phóng sanh, vân vân, luôn luôn đều hồi hướng cầu được sanh về cực lạc thế giới. Được như vậy thời quyết định vãng sanh. Cơ duyên giáo hóa đã mãn, đại sư qua chùa Thạch Thành ở Diệm Đông nói với đệ tử rằng: tôi sẽ từ giả cõi đời tại chùa này. Ngài bảo kê giường hướng về Tây Phương, rồi chuyên niệm A-di-đà Phật với Bát Nhã và Quan Thế Âm. Ngài lại bảo thị giả thắp hương đèn, ngài xướng to đề Vô Lượng Thọ Kinh và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Xướng đề kinh xong, ngài tán thán rằng: 48 nguyện trang nghiêm tịnh độ, ao sen đài báo dễ đến mà không người. Kẻ ác tướng địa ngục đã hiện, ăn năn niệm Phật còn đặng vãng sanh, huống là người giới huệ quân tu thánh hạnh, quyết chắc công phu không luống uổng vậy. Các đệ tử thưa rằng: chẳng biết đại sư chứng bậc nào, sau khi bỏ thân này sẽ sanh về đâu? Ngài đáp: nếu ta không bận diệt chúng, tất được bậc lục căn thanh tịnh. Vì tổn mình lợi người nên chỉ được bậc ngũ phẩm. Các thầy bạn của ta hiện theo Đức Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đồng đến trước ta. Dứt lời, đại sư ngồi kiết già mà tịch, an nhiên như nhập thiền định, thọ 67 tuổi. Bấy giờ là ngày 24 tháng 11 năm Khai Hoàng thứ 17, Triều Tùy.
Ông Thích Huệ Viên ở chùa Thiên Hương hay tin Đại sư Viên Tịch, buồn nhớ lắm. Ông muốn biết Đại sư hiện ở đâu, mới phát nguyện tả kinh Pháp Hoa để cầu minh ứng. Đêm đến, ông Viên mơ thấy trí giả Đại sư ngồi tòa sen báu theo sau Đức Quan Thế Âm, từ phương Tây bay đến, ngó ông mà bảo rằng: ông đã hết nghi ngờ chưa? Ngoài ra, Đại sư hiện rất nhiều việc linh cảm tương tự như việc trên đây. Trích ở những bộ Tục Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ, Tịnh Độ Thập Nghi Luận. Lời phụ: trí giả Đại sư, sơ tổ của Pháp Hoa Tông, người thủ truyền viên chỉ, nhất tâm tam quán, nhất niệm cụ vạn hạnh. Đại sư thân chứng Pháp Hoa Tam Muội, hoằng truyền tông chỉ Pháp Hoa, lấy tịnh độ làm quy túc, và chính Đại sư giảng sanh Cực Lạc. Vì thế nên các bậc tôn túc trong tông Pháp Hoa noi gương Đại sư cực lực hoằng truyền tịnh độ, phổ khuyến chúng sanh đồng tu niệm Phật, đồng sanh Cực Lạc. Hai La Mã, Đàm Loan. Đàm Loan Pháp Sư, người Nhạn Môn, thuở niên thiếu đi viếng núi Ngũ Đài, được thấy nhiều cảnh linh dị, phát lòng tin mà xuất gia. Đọc kinh Đại Tập, thấy lời cùng ý đều thâm mật, ngài mới ra công chú thích. Vừa được nửa bộ, ngài mang bệnh nặng, thuốc men đủ cả mới được lành. Ngài tự than rằng: mạng người mỏng manh chết mất trong sớm tối, tôi nghe các vị tiên trường sanh thường có nơi thế gian, trước luyện thuật trường sanh, sau tu học Phật Pháp cũng được như vậy. Ngày qua giang nam khẩn cầu tiên thuật nơi ông Đào ẩn cư, một nhà tu tiên chánh truyền. Ông Đào truyền cho 10 quyển kinh tiên, ngài hớn hở mang về, cho rằng thần tiên có thể thành. Đến Lạc Dương gặp Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, ngài bạch hỏi: trong Phật giáo có phương pháp trường sanh bất tử hơn kinh tiên này chăng? Tam Tạng Pháp Sư đáp: xứ này làm gì có pháp trường sanh bất tử, tu tiên giàu được sống lâu nhưng rồi cũng phải luân hồi, đâu đủ quý báu. Về trường sanh bất tử chỉ trong Phật Pháp ta có thôi. Pháp Sư trao cho ngài quyển Quán Kinh mà bảo rằng: tu học theo đây thời không còn sanh vào chốn luân hồi sanh tử nữa, tất cả quả phước thạnh suy đều không chi phối được. Luận về sự sống lâu, hằng hà sa kiếp số cũng không sánh kịp. Đây là pháp trường sanh rốt ráo của nhà Phật ta đấy. Ngài Đàm Loan mừng lắm, bèn đốt kinh tiên mà chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài đem chỗ tự tu giáo hóa mọi người rất được rộng lớn. Ngài soạn 12 bài kệ lễ tịnh độ, nối theo kệ của Long Thọ Bồ Tát. Ngài có Trứ Tát Bộ, An Lạc Tập 2 quyển lưu truyền trong đời. Vua Triều Ngụy rất trọng kính ngài, phụng hiệu là Thần Loan Pháp Sư, và thỉnh ngài trụ trì chùa Đại Tự ở Tinh Châu. Về sau ngài qua trụ chùa Huyền Trung ở Vân Châu. Năm Hoàng Hưng thứ tư, đêm nọ có một vị thánh tăng hiện ra nói với ngài rằng: tôi là Long Thọ đây, tôi về tịnh độ đã lâu, vì ông đồng chí nên tôi đến thăm. Ngài biết trước giờ Viên Tịch dân tập đại chúng lại mà bảo rằng: sống chết nhọc nhằn biết ngày nào dứt, sứ thống khổ trong tam đồ phải biết lo sợ, chính phẩm tịnh nghiệp phải gắng siêng tu. Rồi ngài bảo hàng đệ tử to tiếng niệm Phật, còn ngài thời xoay mặt về hướng Tây, rập đầu cúi lại mà tịch. Lúc đó tất cả người tại chùa đồng thấy tràng phan bảo cái từ phía Tây bay đến, khắp trời vang tiếng nhạc du dương lâu lắm mới dứt. Triều đình được tin, truyền xây tháp dựng bia ở Văn Cố, Sơn Tây. Trích ở các bộ Tục Cao Tăng Truyện, Lạc Bang Văn Loại. Lời phụ: thiên tiên được sống lâu nên được tạm gọi là trường sanh, còn gọi là bất tử thời không phải, vì tiên vẫn là phàm phu trong dòng sanh tử luân hồi trong tam giới. Giả lại, người tu tiên rất chướng ngại đạo giải thoát, vì luân hồi gốc nơi ngã chấp từ nơi
mến thân mà có. Nên trên đạo giải thoát bắt đầu từ quan niệm nhàm thân. Có nhàm thân mới có hết ngã chấp, ngã chấp hết mới thoát khỏi luân hồi. Do đây nên trong Phật Pháp rất chú trọng đến các vấn đề quán thân nhơ nhớp là gốc khổ, là vô thường, là không tự thể. Người tu tiên trái ngược lại rất mến thân, nên những cách tu luyện của họ cốt yếu là giữ thân máu thịt này cho trường tồn. Mến thân là ngã chấp và ngã sở, đó là kiên cố cội gốc sanh tử luân hồi vậy. Thần Loan Pháp Sư nghe một lời khai thị liền đốt bỏ kinh tiên mà chuyên tu Phật đạo, phải chăng là túc căn thâm hậu khiến nên, hay là do chánh trí của ngài thấu tỏ? Ba La Mã Đạo Xước. Đạo Xước thiền sư họ Vệ, người Tinh Châu, năm 14 tuổi, ngài xuất gia học tập kinh luận. Ngài theo học thiền với Toản thiền sư. Về sau, ngài trụ trì chùa Huyền Trung ở Giang Thủy, ngôi chùa của Đàm Loan Pháp Sư Khai Sơn. Ngài ham mộ hạnh tịnh độ của Đàm Loan Pháp Sư nên chuyên tu tịnh nghiệp, ngồi thường xoay mặt về hướng Tây, sáu thời lễ Phật, tâm tưởng không rời tịnh độ, ngày đêm niệm Phật bảy vạn câu. Có một sư tăng nhập định xuất thần du tịnh độ, thấy Đạo Xước thiền sư ngồi tay cầm chuỗi, thân to lớn tỏa ánh sáng như một tòa núi vàng. Ngoài ra còn rất nhiều thoại ứng khác kể không xiết. Ngài giảng dạy Quán Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh gần 200 bận. Thính giả gồm cả tăng và tục, tay đều cầm chuỗi, miệng niệm Phật như tiếng sóng biển. Mỗi khi giảng kinh xong, lúc giải tán, tiếng niệm Phật vang cả rừng cả đường. Ngài có Trứ Trác Bộ Tịnh Độ Luận hai quyển, lời cùng nghĩa đều thiết yếu, người thời ấy rất trọng. Năm Trinh Quán thứ hai nhà Đường, giữa lúc giảng kinh, cả chúng đều thấy Đàm Loan Pháp Sư ngồi trên tòa thất bảo, gọi Đạo Xước thiền sư mà nói rằng đền báu của ông ở tịnh độ đã hoàn thành, chỉ còn thân thừa chưa mãn đấy thôi. Đồng thời mọi người thấy quá Phật ngự trên hư không, thiên hoa rưới xuống, cả chúng đều hân ngưỡng và khen lạ. Từ ngày ấy trở đi, sự hoằng hóa của thiền sư càng phấn chấn hơn, tăng và tục ở bốn phương về quy kính mỗi ngày thêm đông. Năm 82 tuổi, ngài viên tịch. Bấy giờ, Thượng Tọa Thích Đạo Phủ, bạn thân của thiền sư, được tin thiền sư đã viên tịch, bèn nói với mọi người rằng: "Tôi thường hẹn sẽ về tịnh độ trước ông, không ngờ nay lại trễ sao? Tôi chỉ gia công thêm một hơi thời theo kịp ông." Nói xong, Thượng Tọa liền nghiêm chỉnh y áo, đến trước tượng Phật kính lễ, rồi đoan tọa mà tịch. Trích ở các bộ Tục Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ. Bốn La Mã Tăng Quyền. Tăng Quyền Hòa Thượng, người Tinh Châu, Hòa Thượng Thâm Đạt Thiền Tông, thông giáo lý, giải cùng hạnh đều trọn đủ. Năm 96 tuổi, thấy Đạo Xước thiền sư giảng Quán Kinh cùng Trứ Trác Tịnh Độ Luận, Hòa Thượng mới hồi tâm lo niệm Phật. Sợ rằng tuổi đã quá già, sống không còn bao lâu, nên Hòa Thượng tu tịnh nghiệp rất chuyên cần. Mỗi ngày lễ Phật 1000 lại, niệm Phật 9 vạn câu, luôn như vậy trọn 5 năm không một ngày thiếu trễ. Một hôm nhóm bệnh nhẹ, Hòa Thượng hội đệ tử lại mà bảo rằng: "Đức A-di-đà Phật trao cho ta chiếc áo thơm đẹp, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí cùng thánh chúng đều đứng trước ta, vô số quá Phật chật cả hư không, ai nấy ở lại gắng tu, ta xin đi." Dứt lời, Hòa Thượng liền tịch, mùi thơm lạ ngào ngạt trọn 7 ngày mà chưa tan. Bấy giờ có Khải Phương Pháp Sư và Viên Quả Pháp Sư mục kích Hòa Thượng giảng sanh. Hai người đồng phát tâm cầu sanh tịnh độ, đồng giao đến chùa Ngộ Chơn kiết thất 3 tháng chuyên niệm A-di-đà Phật.
hai pháp sư cùng bẻ một nhánh dương tươi, đem để trong tay tượng Đức Quan Thế Âm, rồi đồng vái rằng: Nếu chúng tôi sẽ được vãng sanh Cực Lạc, nguyện nhánh dương này không héo. Qua sau 7 ngày, nhánh dương ấy càng xanh tươi hơn. Hai pháp sư rất mừng, ngày đêm niệm Phật không ngớt. 5 tháng sau, một hôm đương lúc tịnh tọa, hai pháp sư tự thấy mình đến ao báo, thấy Đức Quan Thế Âm cùng Đại Thế Chí ngồi trên hai hoa sen báo lớn. Trong ao báo ấy có cả nghìn vạn hoa sen lớn đẹp sáng. Kế thấy Đức A Di Đà từ phía tây đi đến, rồi ngự trên một hoa sen lớn nhất, thân Phật tỏa ánh sáng rực rỡ. Hai pháp sư lễ Phật rồi bạch rằng: Chúng sanh ở Ta Bà y theo lời dạy trong kinh mà niệm Phật, không rõ có được sanh về đây chăng? Phật dạy: Đừng nghi quyết định sanh về cõi nước của ta. Hai pháp sư lại nghe văn giảng tiếng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng văn thù sư Lợi Bồ Tát tán thán kinh diệu pháp Liên Hoa. Trên thềm báo thấy có rất đông người, bảo là người ở Ta Bà niệm Phật mà được sanh về vậy. Sau khi xuất định, khải phương, duyên quả, hai pháp sư thuật lại với hàng đệ tử của các ngài, trích ở bộ Tống Cao Tăng Truyện. Năm La Mã, Khả Cửu. Sư Khả Cửu người Minh Châu chuyên tụng kinh Pháp Hoa cầu sanh Cực Lạc. Người thời ấy gọi sư là Cửu Pháp Hoa. Năm Nguyên Hữu triều Tống, sư đoan tọa mà tịch thọ 81 tuổi. 3 ngày sau, sư sống lại bảo người rằng: Tôi đến tịnh độ thấy cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, đúng như trong kinh đã thuật. Người ở đây tu tịnh nghiệp, trên đài hoa đã nêu tên sẵn. Tôi thấy một kim đài nêu tên Quân Công ở Quảng Giáo Viện tại Thành Đô, một kim đài nêu tên Tôn Thập Nhị Lang ở Minh Châu, ông Tôn Trung, một kim đài nêu tên Khả Cửu, một ngân đài nêu tên Từ Đạo Cô ở Minh Châu. Dứt lời, sư liền nhắm mắt. 5 năm sau, Từ Đạo Cô mất, mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. 12 năm sau, ông Tôn Trung giảng sanh, thiên nhạc đến trước, lời của sư Khả Cửu đều nghiệm. Trích trong bộ Tịnh Độ Văn. Năm La Mã, B. Hai Sa Di. Ở Văn Châu, có hai ông Sa Di đồng tâm niệm Phật được 5 năm. Một hôm, ông lớn chết, thần thức đến tịnh độ lễ Phật mà bạch rằng: Con còn một người bạn đồng tu, chẳng biết rồi được sanh về đây chăng? Phật dạy, lúc trước nhờ ông Sa Di nhỏ ấy khuyên ông, nên ông mới phát tâm niệm Phật. Nay ông trở về gắn tu tịnh nghiệp thêm, 3 năm sau hai người sẽ đồng đến nơi đây. Ông Sa Di lớn sống lại thuật chuyện gặp Phật với ông Sa Di nhỏ và mọi người. Từ đó hai ông càng chuyên cần tu niệm. 3 năm sau, cả hai ông đồng thấy Phật và thánh chúng từ phương Tây đến. Khắp đại địa rung động, qua trời bay rưới, hai ông đồng thời vãng sanh. Trích trong bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Lời phụ. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: Tưởng Phật niệm Phật, hiện tiền và tương lai quyết định thấy Phật. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát cũng từng bảo: Nếu người chuyên niệm Phật được nhất tâm, hiện tiền cũng thấy Phật. Việc thấy Phật và được Phật dạy của hai pháp sư, hai Sa Di chính là minh chứng. Luôn nhớ Phật đó là Phật tâm, thấy Phật đó là Phật cảnh. Phật cảnh tùy Phật tâm mà hiện, tâm và cảnh vốn không hai. Cảm ứng đạo giao duy tâm tự hiện. Muốn thấy Phật cảnh phải do Phật tâm, muốn thành Phật tâm phải chuyên niệm Phật. 6 La Mã, Quán Đảnh. Quán Đảnh đại sư họ Ngô, người Lâm Hải, vừa sanh được 3 tháng, ngài đã xưng được Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo. 5 lên 7 tuổi, ngài xuất gia ở chùa Nhiếp Tịnh. 5 Chí Đức triều Trần, ngài bẩm thọ pháp môn Chỉ Quán
với Trí Giả đại sư tại chùa tu thiền, tu tập ít lâu liền được Trí Giả đại sư ấn khả, bèn theo làm thị giả. Phàm khi nghe giảng kinh pháp nào, ngài đều thông thuộc tất cả. Sau khi Trí Giả đại sư viên tịch, ngài tuyên dương giáo pháp Thiên Thai Tông và siêng tu định huệ. Mỗi khi ngài đoan tọa tụng kinh, thường có thiên hoa bay rớt bên mình ngài. Một hôm, đương lúc ngài giảng kinh Niết Bàn tại chùa Nhiếp Tịnh, có giặc cướp kéo đến toan đến cướp chùa. Cửa chùa bỗng hiện cờ xí rộp đất và vô số thần binh mình cao hơn trượng, giặc cướp kinh hãi tan chạy. Năm Trinh Quán thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 8, trong thất của ngài có mùi hương lạ. Ngài kêu các đệ tử đến mà bảo rằng: "Tôi sắp giảng sanh." Ngài bỗng đứng dậy chắp tay cung kính như có Phật, Bồ Tát đến, miệng thời niệm to Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, nét mặt hớn hở. Ngài lên giường nằm, xoay mặt về hướng Tây mà tịch, thọ 72 tuổi. Cả ngày đỉnh đầu vẫn ấm luôn. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ. Bảy La Mã Pháp Trí. Pháp Trí đại sư đồng niên xuất gia, các nơi khai giảng kinh luận ngài đều đến tham học. Về sau nghe pháp môn thành Phật mau tắc, không môn nào qua môn niệm Phật. Ngài nói với người rằng: "Tôi thấy kinh nói phạm một kiết la, tội nhỏ, phải đọa địa ngục một trung kiếp, thời tôi tin. Tôi lại thấy kinh nói chí tâm xưng niệm A-di-đà Phật, một câu diệt được 80 ức kiếp tội lớn, thời tôi chưa tin được. Có một tôn túc quở rằng: ông là đại tà kiến, đều là lời Phật cả, sao lại chẳng tin? Một câu khai thị ấy rửa sạch lòng nghi của đại sư. Ngài đến đài Đâu Suất tại chùa Quốc Thanh, ngày đêm tinh tấn niệm Phật, cảm quan Thế Âm và Đại Thế Chí hai vị Bồ Tát hiện thân. Một hôm khác lại cảm thiên quang của Đức Quan Thế Âm và bửu bình của Đức Đại Thế Chí phóng quang chiếu đến thân ngài. Một ngày kia, đại sư từ giả đại chúng rằng: "Tôi sắp sửa giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị lấy gì để tiễn biệt tôi?" Đại chúng tăng và tục hẹn ba ngày sau họp tại chùa làm tiệc chay để đưa đại sư. Đến kỳ, sau khi thọ trai xong, nhiều người ở lại chùa để chờ xem. Đến nửa đêm, đại sư ngồi kiết già trên giường niệm Phật an nhiên mà tịch. Lúc đó, ánh sáng màu huỳnh kim từ phương Tây xẹt đến chiếu sáng cả trăm dặm. Người ở những thuyền đậu trên sông đều ngỡ là trời sáng. Nào ngờ lúc đó mới vượt quá nửa đêm. Do điềm sáng ấy, mọi người được công nhận đại sư thật được giảng sanh. Trích ở những bộ Tống Cao Tăng Truyện Lạc Bang Văn Loại. Tám La Mã Trí Diệm. Trí Diệm pháp sư họ Châu, tự Minh Sáng, người Ngô Quận. Năm lên tám, ngài xuất gia làm đệ tử của Cứ pháp sư ở chùa Thông Nguyên. Ngài đi thăm học khắp các nơi rồi rộng truyền kinh luận. Nhà Trần mất, ngài về Hổ Cưu ở tọa thiền 30 năm. Sau vì nạn chiến tranh nên lại phải di cư. Năm Võ Đức thứ bảy, nhà Đường, quan tổng quản Tô Châu, ông Lý Thế Gia rước ngài về Hổ Cưu. Từ đây ngài chuyên tu tịnh nghiệp, mỗi tháng họp những pháp lữ đồng hành hơn 500 người đến chùa niệm Phật, luôn hơn 10 năm không sai sót. Tháng 10, năm Trinh Quán thứ tám, ngài thoạt thấy một thánh tăng tay cầm cái bình báo sáng chói đến trước ngài mà nói rằng: "Tôi là Vô Biên Quan." Ngày sau ở tịnh độ gọi là Công Đức Bửu Dương, chính là tôi đấy. Sau khi thánh tăng biến đi, ngài bảo đại chúng rằng: "Vô Biên Quan là Đại Thế Chí Bồ Tát, còn Công Đức Bửu Dương là Phật hiệu của ngài ở tương lai. Duyên tịnh độ đã thuộc, tôi sẽ về phương Tây." Đến tối, ngài ngồi kiếp già mà tịch thọ 71 tuổi.
trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Hổ Khu Chí. 9 La Mã Đẳng Quán. Đẳng Quán thiền sư họ Tôn, người Phú Dương, ngài bẩm thọ pháp môn Tâm Quán với Ký Giả đại sư, rồi ở Thiên Thai tu thiền quán và thường tụng kinh Pháp Hoa. Mùa đông năm Trinh Quán thứ 9, chùa Pháp Nhẫn ở Dư Hàn thỉnh ngài giảng kinh. Mùng 1 tháng Giêng năm sau, có người mặc sắc phục nhà vua đến chùa bạch cùng ngài. Đệ tử là thần miếu Kiểu Đình. Tháng trước, sư đi ngang qua miếu, nhằm lúc đệ tử mắc đi tuần du nên không dịp tiếp trước. Hôm nay đệ tử đến đây để cầu giới pháp. Ngài bèn lên hương đèn mà truyền giới Bồ Tát cho thần. Thọ giới xong, thần đẩy tạ mà lui về. Qua giữa đêm sau, ngài tắm rửa thay áo, ngồi kiết già xoay mặt về hướng Tây, to tiếng niệm Tây Phương Tam Thánh và hiệu của Trí Giả đại sư. Đại chúng họp đến dây quanh, ngài giảng rành rẽ pháp nhất tâm tam quán. Giảng xong, ngài vẫn ngồi yên tại chỗ mà tịch. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 10 La Mã Đức Mỹ. Đức Mỹ đại sư họ Dương, người Thanh Hà, xuất gia năm 16 tuổi, nghiêm trì giới luật, mỗi ngày chuyên cần lễ sám. Ngài thường tụng kinh Vạn Ngũ Thiên Phật Danh. Năm đại nghiệp, ngài trụ chùa Huệ Linh ở Kinh Sư, tổ chức những việc phước thiện, được rất nhiều sự cảm ứng. Năm Võ Đức, ngài về ở chùa Hội Xương, lập sám hối đường ở phía tây chùa để làm chỗ tu Bát Chu Tam Muội, trọn một hạ không ngồi. Có lúc vì ngăn sự lỗi nơi miệng nên cả ba năm ngài không nói chuyện. Có lúc thực hành hạnh bất khinh, ngài kính lễ cả bảy chúng. Ngài đoạn tuyệt diệt đời, chuyên tưởng cực lạc, chấp trì Phật hiệu trọn đời không hở. Tháng Chạp năm Trinh Quán thứ 11, một hôm, ngài mời đại chúng họp lại, dặn dò mọi người tinh tấn niệm Phật tu trì. Dặn xong, ngài chắp tay xướng hồng danh của Phật mà tịch, thọ 63 tuổi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện.